chào mừng quý vị cùng quay trở lại với bản tin cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay 20 tháng 1. kính thưa quý vị tạp chí tài chính ngân hàng hàng đầu của khu vực châu Á The Asian Banker vừa công bố bảng xếp hạng các ngân hàng mạnh nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2016 và trong danh sách top 500 ngân hàng mạnh nhất Strongest Bank có 17 ngân hàng thương mại của Việt Nam. Bảng xếp hạng trên được The Asian Banker phân loại dựa trên 12 tiêu chí về chất lượng tài sản, sự tăng trưởng tiền gửi, dư nợ cho vay, khả năng mở rộng về quy mô hoạt động các yếu tố rủi ro, lợi nhuận v.v. Danh sách đánh giá toàn diện ngành ngân hàng của TAB bao gồm tất cả các hình thức sở hữu, ngân hàng nước ngoài, ngân hàng có vốn nhà nước, ngân hàng cổ phần. Giữ vị trí số 1 trong số 17 ngân hàng thương mại mạnh nhất Việt Nam theo xếp hạng của The Asian Banker là Vietcombank. Đây là một đánh giá đã được dự báo trước, bởi từ lâu, Vietcombank vẫn ở vị thế hàng đầu về tiềm lực tài chính và đứng đầu về mức độ lành mạnh tài chính. Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên sạch nợ tại VAMC. Ngoài ra còn có các tên tuổi quen thuộc như Vietinbank, BIDV và một vài ngân hàng cổ phần như Techcombank, MP, TPBank, ACB, VPBank, VIB, STB, vân vân. Theo thống kê của TechGenasia, trong năm 2016 vừa qua, thì Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các quốc gia thu hút nhiều vốn đầu tư nhất vào cộng đồng khởi nghiệp startup. Tổng số vốn mà các startup nhận được trong năm qua là gần 61 triệu đô la Mỹ. Theo thông bố từ Tech in Asia, các startup Đông Nam Á đã lập kỷ lục về số vốn huy động thành công trong năm 2016 với 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 60% so với năm 2015. Trong công nghệ này ghi nhận tổng cộng 365 vụ rót vốn cho các startup trong năm vừa qua, giảm gần 4% so với năm trước đó. Tech in Asia cho biết, vì nhiều thương vụ gửi vốn không được tiết lộ nên trên thực tế con số này có thể lớn hơn nhiều. Singapore và Indonesia là hai quốc gia thu hút được nhiều vốn đầu tư vào startup nhất khu vực với giá trị lần lượt là 1,4 tỷ đô la Mỹ và 967 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là Malaysia, Thái Lan. Việt Nam xếp thứ năm trong danh sách các quốc gia thu hút nhiều vốn đầu tư nhất và các doanh nghiệp startup với gần 61 triệu đô la Mỹ. Xếp sau Việt Nam là Philippines. Các công ty khởi nghiệp huy động được vốn khủng nhất trong năm qua có thể kể đến đó là Grab, Gojek, Garena và Tokopedia. Thưa quý vị, theo thông tin từ jobstreet.com thì kết quả khảo sát về bất bình đẳng giới tại Việt Nam với trên 1.000 người lao động trong quý tư 2016 đã cho thấy có đến hơn 60% lao động nữ tại Việt Nam cho rằng họ nhận lương thấp hơn so với đồng nghiệp nam. Báo cáo khảo sát của tờ JobStreet.com có 61% lao động nữ cho rằng họ đang bị trả lương thấp hơn đồng nghiệp nam cùng vị trí. Tuy nhiên, tờ này cũng cho rằng mức lương không có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ giới. Nhưng những vấn đề khác trong thực trạng bất bình đẳng giới tại Việt Nam vẫn đang tồn tại. Đây là kết quả của cuộc khảo sát được tiến hành ở trên 1.000 người ngẫu nhiên tại Việt Nam, cho thấy cả hai giới đều có nhận thức về việc nam giới đang được đối xử với những đặc quyền hơn nữ giới. Nam giới được cho là có khả năng dễ được thăng chức, nhận được sự ưu tiên trong quá trình tuyển dụng, có tần suất tăng lương cao hơn, cũng như dễ được đánh giá năng lực làm việc tốt hơn. Ngoài ra, số lượng lớn lao động nam cũng cho biết đồng ý rằng họ đang nhận được những đặc quyền so với đồng nghiệp nữ, đặc biệt là về các yếu tố phát triển sự nghiệp. Mặc dù số lượng lao động nam giới và nữ giới trong công ty không cho thấy sự khác biệt hơn, nhưng có đến 63% cho biết sếp trực tiếp của họ hiện tại đang là nam giới. Trong danh sách các điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư bất động sản tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, CBRE đánh giá Việt Nam đứng vị trí thứ tư với tiềm năng lớn nhất ở lĩnh vực văn phòng. Tuy nhiên, thì theo hãng tư vấn này, tiềm năng chủ yếu nằm trong nhóm văn phòng hạng A ngay trung tâm thành phố. Trong khi đó, thì hãng JLL Việt Nam đã ghi nhận một xu hướng chuyển dịch ra vùng giáp tranh của người thuê văn phòng. Đây là biểu đồ thể hiện tỷ suất lợi nhuận khi đầu tư vào thị trường văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của CBOE. Giá trị được tính toán bằng cách lấy tỷ suất đầu tư vào văn phòng trừ đi lãi suất trái phiếu của chính phủ. Kết quả cho thấy Hà Nội đứng vị trí thứ hai trong các thành phố được khảo sát về tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư, trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng thuộc top 6 trong danh sách này. Theo ông Henry Chin, trưởng bộ phận nghiên cứu CBI châu Á Thái Bình Dương, đây là lý do chính khiến hãng này quyết định đặt thị trường văn phòng Việt Nam vào vị trí thứ tư trong các điểm đầu tư tiềm năng của khu vực. Đứng trên Việt Nam trong danh sách này là thị trường văn phòng của Úc, thị trường logistics của Trung Quốc và bất động sản tại các thành phố địa phương của Nhật Bản. Tôi thấy ở Việt Nam mọi người có vẻ quan tâm nhiều đến thị trường nhà ở, nhưng ở những quốc gia phát triển hơn, thị trường nhà ở không được quan tâm nhiều như thế, bởi vì một người chỉ có thể có được một vài ngôi nhà mà thôi. Trong tương lai khi Việt Nam phát triển hơn, những phân khúc khác sẽ phát triển, đặc biệt là thị trường văn phòng sẽ được các nhà đầu tư chú ý nhiều hơn. Bởi vì chúng tôi nhìn thấy nhu cầu hạng A tại thành phố Hồ Chí Minh là rất cao. Theo số liệu của JLL Việt Nam, nguồn cung văn phòng tính đến cuối năm 2014 vào khoảng 1,75 triệu m2 tại thành phố Hồ Chí Minh và 1,5 triệu m2 tại Hà Nội. Còn theo CBRE Việt Nam, tỷ lệ trống trong năm 2016 của các cáo văn phòng loại A và loại B ở mức thấp, lần lượt là 4% và 2,8% điều này cho thấy nguồn cầu thị trường đang khá lớn trong khi nguồn cung hạn chế, do đó giá thuê văn phòng trung bình tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng trong năm qua. Cuối năm 2016, thành phố có thêm hai dự án mới được hoàn thành là Marubu Business Center ở quận 7 và Cao ốc Hà đô ở quận Tân Bình. Tổng diện tích sàn của hai dự án này vào khoảng 44.000 m2 nhưng lại nằm ngoài khu vực trung tâm thành phố. Trong khi đó, Hà Nội cũng không xuất hiện thêm dự án mới. Theo bà Dương Thị Dung, trưởng phòng nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển CBOE Việt Nam, tiềm năng thị trường văn phòng tại Việt Nam chủ yếu tập trung ở phân khúc hạng A tại khu vực trung tâm hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phân khúc này đang có tỷ suất sinh lời khoảng 7 đến 7,5% tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và 8 đến 8,5% tại thị trường Hà Nội. Tuy nhiên trong nhiều năm liền, phân khúc hạng A ở khu vực trung tâm thành phố không ghi nhận thêm dự án mới gần đây nhất là tòa nhà Vietcombank, nhưng có đến 50% diện tích tòa nhà được chính phủ đầu tư sử dụng. Trong khi đó, việc xây mới dự án văn phòng ở khu vực trung tâm lại rất thách thức họ phải đi tìm được một khu đất phù hợp mà họ không phải lo đến cái việc giải phóng đền bù giải tỏa. thì mà nếu khu vực, khu đất đó mà lại nằm tại một khu vực trung tâm thì thường là cái giá đất hiện tại nó đang rất là cao và và hiện tại thì cái cái công việc mà anh phải định giá khu đất đấy như thế nào thì nó cũng là một cái việc rất là phức tạp và cái việc cái giá đất cao thì chưa chưa nói đến chuyện là cái việc anh phải đổ, đầu tư phát triển dự án nữa thì cái chi phí phát triển đất không đã cũng khiến cho rất là nhiều nhà đầu tư đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy e ngại để cải thiện nguồn cung cho nhóm này, hiện thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn trông chờ vào hai dự án vừa tái khởi động sau thời gian dài ngừng thi công là GSC Tower và Thường Sa Tắc. Nếu hai dự án này hoàn thành đúng kế hoạch vào năm 2020, nguồn cung phân khúc hàng A tại khu trung tâm sẽ được tăng thêm 83.000 m2 tổng diện tích sàn. Do đó, từ nay đến năm 2020, phân khúc bất động sản văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm thành phố sẽ vẫn cực kỳ thu hút với nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo quan sát của JOL Việt Nam, thị trường đã bắt đầu xu hướng di dời văn phòng ra khu vực giáp trung tâm hoặc ngoại thành do nhìn thấy diện tích trống tại khu vực trung tâm khá hạn chế. Cụ thể, mức chênh lệch giá thuê văn phòng giữa hai khu vực này đã dần thu hẹp. Trong năm 2016, giá thuê văn phòng hạng B giữa khu vực trung tâm và ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh lần lượt là 11,9 đô la Mỹ và 11,6 đô la. Dự báo trong năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hơn 1,2 triệu mét vuông diện tích thực thuê, trong khi Hà Nội sẽ có thêm hơn 130.000 mét vuông diện tích văn phòng hạng A và hạng B mới. Giá thuê được dự báo tăng nhẹ, kích thích nhu cầu di dời và mở rộng văn phòng cho cả khách thuê nội địa và quốc tế. Chứng khoán hai sàn đã tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua 19 tháng 1, diễn biến trên thị trường ngày một trầm lắng với mức thanh khoản ngày một giảm mạnh. Chỉ số VN-Index diễn biến khá giằng co trong phiên sáng khi thiếu sự hỗ trợ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, mặc dù cổ phiếu ngân hàng đã tăng nhẹ trở lại, nhưng điều này là không đủ để giúp thị trường hồi phục. Phiên này cũng là phiên giao dịch chính thức của cổ phiếu Habico trên sàn HOSE. Đà tăng của cổ phiếu này được xem là khá tích cực. Bước sang phiên chiều, thị trường vẫn duy trì trạng thái rung lắc, chỉ số VN Index dao động trong biên độ khá hẹp. Thị trường thiếu sự hỗ trợ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Giao dịch trên sàn ngày một suy yếu với lượng cầu cực kỳ thấp, tâm lý nghỉ Tết cận kề dường như khiến cho nhà đầu tư không mặn mà với thị trường chứng khoán. Khép phiên VN giảm nhẹ xuống còn 682,31 điểm, thanh khoản đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tương đương chỉ trên 89 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HNX Index của sàn Hà Nội cũng có phiên giao dịch dàn co, hoạt động trên sàn diễn ra trầm lắng, cùng tâm lý dè chừng của nhà đầu tư, các cổ phiếu chủ chốt bao trùm trong sắc đỏ. Chốt phiên HNX Index giảm 0,5% về mốc 82,88 điểm, khối lượng giao dịch chỉ dừng ở mức 21 triệu đơn vị, tương ứng gần 240 tỷ đồng. Và chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin tức trong nước với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thống kê cho thấy ô tô nhập khẩu sụt giảm mạnh trong năm 2016 tạm cấm lưu thông ở ba tuyến đường để thi công đường hoa thành phố Hồ Chí Minh.